Từ bao giờ phim Việt Nam phải làm theo tiêu chuẩn thế giới? Wow, mình có nói này hả ta? Hình như là không á thì phải. Rót không dứt khoát. SCA khuyến khích chúng ta phải rót thật nắng nót như vậy mới khiến hiện tượng chandolin chiết xuất không đồng đều không xảy ra. Ở nhà cũng phải SCA nữa hả? Cần hả ba? Đến khổ, uống cà phê thôi mà cũng phức tạp, bó mẹ, cầu kỳ, symbol is the best. Bạn này nói đúng. Bây giờ mình phải suy nghĩ làm sao mà chỉ cần nước sôi và cà phê là mình sẽ làm ra một ly cà phê. Các bạn hãy follow mình. Hey, chào mừng các bạn đến với Nguyên Lê Channel. Rất đơn giản, một phương pháp pha chỉ cần đổ nước thôi, không cần cái dụng cụ gì hết. Để giảm đi cái stress, mình đang chơi ở nhà mà. Thể theo yêu cầu các bạn là mình phải thưởng thức bằng cảm xúc của mình và đừng có căng não. Thì đây là một dụng cụ mà mình đã được tặng rất là lâu rồi bởi một anh bạn đã đi bên Đức về, anh cho mình. Anh nói anh đi Đức nhưng mà tự nhiên cái mình đọc cái dụng cụ này thì mình thấy là chữ Nhật. À nhưng mà không sao. Đây là một cái dụng cụ pha cà phê, là một cái hệ con lai giữa fin và pour over. Thì đây là cái bình chứa ở dưới, rất là gọn gàng. Ở trên là một cái bình chứa cái vẻo này, nó có một lỗ duy nhất các bạn, để nó giảm cái dòng chảy của cái này lại. Và đặc biệt nhất là cái vẻo này. Cái vẻo này thì nó lại bằng nha, nó không có nhọn. Và cái lưới này nó rất là mịn. Cái lưới này nó cực kỳ mịn luôn. Và nó bằng thép không rỉ. Mình sử dụng nó cũng được 3 năm rồi. Và nó rất là chắc chắn, chưa bao giờ cảm thấy nó có một cái vấn đề gì xảy ra. Chịu được nhiệt, nóng và kể cả lạnh luôn. Đây, đầu tiên mình mong muốn là mình đem lại cái dụng cụ này để mọi người pha cà phê tại nhà và không phải cực, không phải cầu kỳ và phức tạp. Và chúng ta sẽ bắt đầu xay cà phê. Với mình thì nguyên tắc xay cà phê vẫn luôn luôn là một trong những cái quan trọng nhất để thực hiện cái các bước pha cà phê tại nhà, đó là cách thử thức. Ok, chúng ta bắt đầu. A few moments later. Và đây là 20g cà phê đã được đông sẵn rồi. Bắt đầu chúng ta có 20g cà phê. À, lưu ý với các bạn là ở đây nó có hai cái khớp nè. Chúng ta có thể hai cái khớp. Khớp đầu tiên, nếu chúng ta không có 20g cà phê thì chúng ta đổ cái cà phê tới cái mức này. Cái mức này. Và từ đây trở lên thì người ta chia làm 2, 1, 2, 3, 4 nữa. Có nghĩa là một cà phê và 4 lần nước. Là đây, tới đây là một cà phê và 4 lần nước. Rất là đơn giản để chúng ta có thể thực hiện được. Rồi, mình sẽ đổ cà phê vào. Đó, đúng vạch luôn các bạn. Cái đúng tới cái vạch của cái nhà sản xuất quy định luôn. Rồi, đầu tiên thì mình cho cái nước vào. Khoan, xin lỗi các bạn, mình bật nấu nó một chút xíu đã. Về nước sôi thì đơn giản thôi, mình cứ bật cho nó nóng và khoảng mình cho nó sôi lên và mình ngưng khoảng 30 giây là nó nguội lại chút xíu là chúng ta có thể sử dụng được. Cái này mình thấy là nó tiện, là khi chúng ta không có cần cân đo đong đếm thì tất cả nó đều có vạch sẵn rồi và không phải nhức nào áo. Trong khi lúc chúng ta tưới đây thì chúng ta có thể ra ngoài để chuyện rồi bạn bè chút là đợi nó chảy hết là vô chúng ta có thể thưởng thức được thôi. Rồi, nước đã sôi. Chúng ta nhấc ra ngoài và để chút xíu cho nó nguội lại chút xíu. Và bắt đầu mình sẽ ngâm ủ nó một thời gian. Khoảng chút xíu thôi, 2-3 phút gì đó. Và lúc này các bạn nhớ là rưới đều nó chút xíu ha. Cái này nó hay ở chỗ là nó không cầm dao vào, nó không có nóng. Không có nóng thì mình lắc vậy. Mình lắc cho nó tráng đều ra. Và mình nghe cái mùi ở đây nó bay lên chút xíu. Rất là thơm. Đó. Cà phê thì chúng ta thưởng thức rất là thư thái, thông dong. Nếu các bạn không quan trọng những con số thì chúng ta thấy theo cái kiểu ở nhà mà mình làm như thế. Và chúng ta ủ lại chút xíu. Đây là một phương pháp giữa cái pha fin A và cái phương pháp pour over. Có nghĩa là fin thì nó quá đậm theo cái kiểu truyền thống của Việt Nam, và pour over thì nó lại quá nhạt so với cái gu Việt Nam. Và đây là một cái gu trung gian. Cái gu trung gian có nghĩa là nếu ở cái vạch đây nó có sẵn cái vạch thì bạn là 1 phần cà phê và 5 lần nước.
Nhưng mà các bạn có thể đổ lên đầy miệng luôn thì nó có thể gấp 1,5 lần so với cái pin. Thì mình nghĩ cái vị này nó cũng rất là hay để chúng ta có thể thưởng thức ở nhà. Đây là một cái mà nó không có tốn cái công rất là cầu kỳ, và chúng ta có thể thêm lượng nước cho đủ vô ha. Chúng ta thêm lượng nước vào cho đủ. Các bạn cũng chả cần phải rót mua những cái dụng cụ cao cấp đắt tiền. Cứ cái bình nước ở nhà này là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Đơn giản, rất đơn giản. Rồi chúng ta sẽ để đây trong vòng 4-5 phút và chúng ta sẽ quay lại để coi thử kết quả nó như thế nào. A few moments later. Rồi, mình đã trở lại đây. Và sau 5 phút thì nó đã cạn. Rồi, rất đơn giản, chúng ta nhấc qua và chúng ta có thể thưởng thức cái ly cà phê này. Wow, quá tuyệt vời. Chúng ta có thể uống nóng, chúng ta cũng có thể uống bằng đá. Thì tùy cái gu của bạn thích như thế nào. Nhưng mà đúng ra nếu mà cái ly này thì mình bỏ đá vào đây mình sử dụng cũng được. Nhưng mà mình đỡ ra đây để các bạn có thể cảm nhận được cái độ trong của nó và cái màu sắc của nó sau khi mình chế bằng cái phương pháp này thì nó có ổn hay không. Sorry. Rồi, thì các bạn sẽ thấy nè, cái màu sắc của nó rất là trong, rất là trong, và vị của nó thì theo mình thì nó không quá nhạt giống như kiểu pour over mà mình cho đá, nhưng mà nó nhạt hơn phin, đậm hơn pour over và nhạt hơn phin. Và kiểu này thì mình nghĩ là có thể uống buổi trưa là hợp lý, và mình đang uống là Arabica 100% và không đường, thì mình thấy nó rất là thú vị, nhẹ nhàng và đạt yêu cầu của mình về độ caffeine. Mình thích kiểu này. Còn các bạn thì sao? Hãy cứ thử nghiệm. Rồi, nếu các bạn yêu thích kênh mình thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên theo dõi vào 357 hàng tuần vào lúc 7 giờ. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.